Thưa quý vị, đây là cô gái khoảng 30 tuổi có dấu hiệu của bệnh tâm thần, đi lạc và không nhớ đường về nhà mà Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đang chăm sóc hơn 20 ngày qua tại trung tâm. Hiện thì trung tâm đang tích cực tìm kiếm thân nhân của cô gái này. Được biết, vào ngày 13 tháng 12 năm 2020, trung tâm tiếp nhận một cô gái từ Ủy ban Nhân dân phường 3 thành phố Bạc Liêu. Cô gái này do người dân phát hiện đang đi lang thang tại khu vực đường Võ Thị Sáu, có dấu hiệu không bình thường nên người dân đã báo cho chính quyền địa phương. Khi trung tâm tiếp nhận, cô gái này không có giấy tờ tùy thân, khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m55, nặng khoảng 45kg, thân hình gầy, da trắng. Người này ngại tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người xung quanh, có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô gái này không có dấu hiệu phá phách và thường hay nói nhảm trong những ngày qua. Qua khai thác ban đầu từ cán bộ nhân viên của trung tâm, cô gái này không trả lời rõ ràng về địa chỉ và gia đình, chỉ khai tên là Thảo. Đặc biệt, cô gái này nói là muốn vô chùa ở, không muốn ở trung tâm. Với mong muốn cô gái này sớm đoàn tụ với gia đình, Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Bạc Liêu rất mong các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thông tin cô gái này xin liên hệ với Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Bạc Liêu theo địa chỉ khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc số điện thoại 0291 395 5530.